chủ chốt của đội trận. Presentation of the international referees. The appointment referee, Peter Marjolein, international referee from Vietnam. The assistant referee, Peter Hickory, international referee from Vietnam. Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2014. Trên màn hình của chúng ta là các cô gái Australia, những người thi đấu trong bộ trang phục áo trắng quần đen. Trong trận đấu này thì đội Australia thi đấu với đội hình gồm có các cầu thủ mang áo số 1 Katarina Osachuk, số 6 Olivia Ochus, số 10 Lauren Bentoshi, số 13 Beth Carey, số 14 Rebecca Reeves, số 15 Eliza Hynes và libero là Catherine Chance. Huấn luyện viên của đội Australia là ông Mark Barnett. Trong khi đó thì đội hình của đội Thái Lan thi đấu với các cầu thủ mang áo số 1 Wanida Kotrang, số 8 Sininath Phocharuen, số 14 Zaraspol Bundasak, số 15 Kanika Thipachos, số 17 Kelkalaya Kamunthala và số 19 Soraya Phomla. Huấn luyện viên trưởng của đội Thái Lan đó là ông Kiatipong Ratchathok. Cả hai đội đều có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận đấu đầu tiên. Bên phía đội Australia đó là sự thay đổi ở vị trí chuyền 2. Người được trao cơ hội thi đấu chính thức đó là cầu thủ mang áo số 10 Lauren Bentoshi, người sẽ thực hiện quả phát bóng đầu tiên của trận đấu này. Còn bên phía đội Thái Lan đã có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài chính là trọng tài quốc tế Đào Xuân Anh và trọng tài thứ hai là trọng tài quốc tế Nguyễn Quốc Huy. Tổ trọng tài người Việt Nam. Mặc dù có những sự điều chỉnh về nhân sự nhưng đội Thái Lan vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn khi xét về lối chơi, về con người.
Pha xử lý không thành công của Wanida. Wanida, Sininat, Rasapon và Soraya là bốn cầu thủ đã được trao cơ hội thi đấu chính thức ở trận đấu này. Bóng đã mép lưới nhưng trở lại phần sân của đội Australia. Lỗi phát bóng của đội bóng đến từ Châu Đại Dương. Elisa Hainis rất ưa thích sử dụng những tình huống nhảy phát bóng tấn công, một điều thường gặp trong bóng chuyền hiện đại. Bước một không thành công. Như chúng tôi đã phân tích trong phần bình luận trước trận đấu, bước một đang là điểm yếu của đội Australia. Họ chưa thể triển khai những pha tấn công khi mà bước một đang có vấn đề trước những quả phát bóng của đối phương. Điểm cho đội Australia. Pha xử lý của Rebecca Reeves. Hai năm. Bỏ nhỏ thành công. Pha xử lý rất hay của Wanida. Loại hoàn toàn hàng chắn của đối phương. Một hàng chắn rất cao với sự phối hợp giữa Beth Carey và Rebecca Reeves. 6-2. Lỗi hàng sau của đội Thái Lan. Trong trận đấu mở màn của VTV Cup 2014 thì huấn luyện viên Kia Tipong đã tung ra đội hình mạnh nhất với những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội nữ trẻ Thái Lan. Một đội hình với những cầu thủ trẻ triển vọng và những cầu thủ có kinh nghiệm của bóng chuyền nữ Thái Lan kết hợp với nhau. Còn ở trận đấu này, có lẽ đây là một đội hình trẻ đích thực. Chúng ta sẽ cùng xem đội hình trẻ này thi đấu ra sao. Pha tấn công sau vạch 3m không thành công của Elisa Hainis. Rất táo bạo và quyết tâm trong các pha xử lý trên lưới. Ngay cả khi thua thiệt về chiều cao thì những cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng rất mạnh dạn đôi công với đối phương. Họ không thua trong các pha tranh chấp trên lưới kể từ đầu trận. Hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set đấu thứ nhất. Đối với đội bóng của huấn luyện viên Mark Barnett, đội Australia vẫn chưa có được những pha tấn công được thực hiện một cách mạch lạc kể từ đầu trận. Có lẽ trong thời gian hội ý kỹ thuật này thì nhiệm vụ đầu tiên mà huấn luyện viên Mark Barnett phải giải quyết chính là giúp các học trò điều chỉnh bước một tốt hơn. Ở trận đấu với đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đã có thời điểm huấn luyện viên Mark Barnett thử nghiệm tới 3 vị trí chuyền hay. Và sau những thử nghiệm đó thì ở trận đấu này, cầu thủ mang áo số 10 Lauren Bentocci được trao cơ hội. Quyết định bỏ bóng là sai lầm. Phán đoán về điểm rơi không tốt của Elisa Hainis, cầu thủ ở hàng sau của đội Australia.
Những quả phát bóng điểm rơi rất khó chịu của đội Thái Lan. Bóng trong sân, pha tấn công biên của Olivia Ochas, đội trưởng của đội bóng này. Bốn chín. Đây là trận đấu mà Soraya Phomla là chuyền hai của đội nữ trẻ Thái Lan. Chắn tốt. Điểm cho đội Australia 6-9. Ý đồ tấn công đã bị lộ và cần phải nhớ rằng Eliza Hainis cũng có chiều cao rất tốt. Tấn công rất hay. Ở những pha bóng chiến thuật thì các đội bóng đến từ Thái Lan luôn được đánh giá cao. Chắn tốt. Khi mà các cầu thủ Australia chỉ phát huy những pha tấn công biên thì ý đồ tấn công này rất khó vượt qua được tay chắn của đội nữ trẻ Thái Lan. Những pha tấn công biên vẫn còn được tổ chức một cách đơn giản và dễ bị bắt bài. Bóng chưa chạm vào tay chắn của đội Thái Lan. Sau 2 hoặc 3 tình huống tấn công liên tiếp ở vị trí số 4 thì đội Australia quyết định đổi hướng tấn công với đường chuyền sau đầu ra vị trí số 2 của cây chuyền 2 Lauren Bentoci. Nhưng tiếc rằng pha xử lý sau đó của phụ công đội tuyển Australia đã không chính xác. Huấn luyện viên Mark Barnard đã phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật từ rất sớm. Sở trường của đội Australia là những pha tấn công biên, nhưng họ mới chỉ phát huy được những pha bóng ở vị trí số 4. Vẫn còn thiếu những pha tấn công mang tính bất ngờ ở vị trí số 2. Đó là vị trí mà trước đây Rachel Roque thường xuyên di chuyển và thực hiện những pha tấn công. Rất lung túng. Tuy nhiên bóng vẫn được đưa sang phần sân của đội Thái Lan. Đây là cơ hội ghi điểm cho đội Thái Lan. Pha xử lý thành công của Beth Curry đã kết thúc cho một pha đôi công khá hấp dẫn giữa hai đội. Hàng sau của hai đội đều đã thi đấu khá hay ở tình huống này. Pha xử lý từ bước 2 của Soraya Phomla. Chúng ta sẽ cùng xem ở trận đấu này thì huấn luyện viên Katie Pong sẽ quyết định trao cơ hội cho Soraya Phomla hay ở những tình huống khẩn cấp thì ông vẫn sẽ sử dụng tới tài năng của Gwenpat Pampun. Với chủ trương trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu quốc tế
thì có lẽ ở trận đấu này chúng tôi thiên về nhận định cơ hội sẽ được trao cho Soraya Fomla, bởi đến lúc này thì đội bóng vẫn đang thi đấu tương đối tốt. Những gương mặt rất tươi của các cô gái đến từ Thái Lan. Và đập bóng rất mạnh của Sininat Foncharuen. Sininat cũng đã từng sang Việt Nam thi đấu cho một số đội bóng tại giải vô địch CUSA. Tuy nhiên trong hai mùa giải trở lại đây thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam với mong muốn trao cơ hội cho các cầu thủ đã quyết định nói không với lực lượng ngoại binh. Nhờ đó mà lực lượng các cầu thủ trẻ đã được sử dụng và đôn lên tuyến một nhiều hơn. Pha tấn công vừa rồi của Sininat đã không vượt qua được tay chắn rất kín của đội Australia. 9-14. Cú nhảy phát bóng tấn công của Eliza. Chúng ta vừa được thấy pha ghi điểm của phụ công Sarapon Bundasak. Một pha phối hợp khá lạ so với cách tấn công quen thuộc của đội Australia. Một đường chuyền cao tay và sau đó thì Rebecca Reeves di chuyển chéo để dứt điểm. Hàng chắn của đội Thái Lan đã bị bất ngờ. 10-15. Vẫn còn. Hàng sau luôn là một sở trường của bóng chuyền nữ Thái Lan. Đường chuyền cao so với tầm xử lý của cầu thủ mang áo số 13 Beth Carey. Hơi tiếc cho các cầu thủ Australia. Bây giờ thì hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu này, với thế dẫn điểm đang thuộc về đội nữ trẻ Thái Lan với tỷ số là 16-10. Và chúng ta đang được xem lại những pha bóng trong những phút đã qua. Hơi tiếc cho đội tuyển Australia khi họ đang có một thế trận và một tinh thần thi đấu tốt hơn nhiều so với thời điểm nhập cuộc. Phần nào trong những phút đã qua, những hướng tấn công của đội Australia đã được họ thay đổi và ít nhiều tạo ra sự bất ngờ cho hàng chắn của đối phương. Đã hết thời gian hội ý kỹ thuật, hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu set đầu tiên. Với thế trận này thì không ngoại trừ khả năng đội nữ trẻ Thái Lan sẽ có được chiến thắng trong set đấu đầu tiên. Điểm cho đội Australia. Bóng đã bật tay chắn của đội trẻ Thái Lan. Hỗ trợ sau chắn rất hay. Có một sự linh hoạt giữa các vị trí trong đội hình của đội nữ trẻ Thái Lan. Thêm một cơ hội ghi điểm nữa. Đường chuyền rất vừa tầm của Soraya Fomla cho đồng đội dứt điểm ở vị trí số 2. Một pha bóng mà đội nữ trẻ Thái Lan
đã chứng tỏ được những khả năng tốt nhất của mình cả ở hàng sau cũng như khả năng tấn công. Bóng bật tay chắn của Beth Carey và cầu thủ ở hàng sau của đội Australia cũng không thể phòng thủ. Các cầu thủ trẻ của Thái Lan cũng thực hiện rất tốt những pha tấn công từ sau vạch 3m. Vẫn còn thực sự rất xuất sắc ở hàng sau. Chúng ta cần phải dành lời khen ngợi cho những cầu thủ trẻ của Thái Lan. Và trong những phút đã qua thì cầu thủ mang áo số 17 Kiukalaya Komunthala đã thi đấu rất hay với những pha di chuyển ra biên, đánh bóng chiến thuật một chân. 19-11. Vẫn còn. Huấn luyện viên Mark Barnard đã sử dụng quyền hội ý cuối cùng của đội trong set đấu đầu tiên. Ở khả năng hỗ trợ sau chắn, đội Australia dù có thể hình cao to nhưng vẫn tỏ ra có phần chậm chạp ở những pha xử lý hàng sau. Điều đó trái ngược với sự nhanh nhẹn và linh hoạt của các vị trí bên phía đội nữ trẻ Thái Lan. Vẫn là sự lúng túng ở các vị trí hàng sau. Điểm cho đội Thái Lan. 22-11. Sininat đang có những pha xử lý rất hay từ hàng sau. Và một cái tên cần phải được nhắc đến đó là Kiukalaya. Số 17 của đội Thái Lan đã thi đấu rất hay kể từ đầu trận. Chiều cao của đội Australia đã được phát huy trong pha tranh chấp trên lưới. Pha chắn tốt của Beth Carey đã khiến cho đội hình của đội nữ trẻ Thái Lan bị xáo trộn. Những phút đã qua, đội Australia bố trí tới 3 cầu thủ theo bóng chắn. Tiếp tục là Beth Carey. Pha đập bóng rất mạnh ở vị trí số 3. Đây là cơ hội ghi điểm cho đội Thái Lan. Vẫn chưa thành công. Thêm một pha đôi công giằng co giữa hai đội.
Và kết thúc là cầu thủ mà áo số 17 Kiu Kalaya đã mang tới điểm số cho đội Thái Lan 24-13. Hàng chắn của đội Australia chưa kịp tổ chức. Có rất nhiều khoảng trống ở vị trí giữa lưới. Một chiến thắng có tỷ số cách biệt dành cho đội nữ trẻ Thái Lan trước đội Australia, khi mà các cầu thủ trẻ của đội Thái Lan đã thi đấu rất hay, một thế trận tưng bừng. Và cầu thủ thi đấu nổi bật nhất chính là người mang áo số 17 Kiu Kalaya Kamunthala. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi set đấu thứ hai của đối đầu giữa hai đội Australia và nữ trẻ Thái Lan. Trận đấu mở màn của ngày thi đấu thứ hai tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014. Set đấu đầu tiên, phần thắng đã thuộc về đội Thái Lan với tỷ số cách biệt là 25-13. Với khá nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự, nhưng lối chơi của đội nữ trẻ Thái Lan vẫn đang được duy trì. Sau khi kết thúc lượt trận đầu tiên thì vị trí của đội nữ trẻ Thái Lan là vị trí số 2. Họ tạm xếp sau đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do kém về hiệu số điểm thắng điểm thua. Tuy nhiên sau trận đấu này thì mọi thứ có thể sẽ được cải thiện. Bóng bật tay chắn của đội Thái Lan ra ngoài. Với các cô gái Australia thì mỗi điểm giành được đều rất trân quý. Chắn bóng tốt, tỷ số được cân bằng 2-2. Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam thì người thường xuyên thực hiện những pha bóng từ sau vạch 3m của đội Thái Lan là Jutarat, còn ở trận đấu này thì đó là Sininat. Và đập rất cắm,
Người vừa dứt điểm thành công là Kanika Thipachot, cầu thủ sinh năm 1993. Kanika Thipachot không có được chiều cao quá tốt, nhưng bù lại thì cầu thủ này lại có sức bật. Những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ hai đang diễn ra rất hay và hấp dẫn. Vẫn là các phụ công của đội Australia. Những pha tấn công biên của đội bóng này chưa được triển khai. Trong set đấu thứ nhất thì họ mới chỉ có 2 lần thành công từ những pha tấn công biên. Chắn bóng ra ngoài, điểm cho đội Thái Lan. 4-3. Bóng đã chạm tay cầu thủ ở hàng sau bên phía đội Australia. Bây giờ là quả phát bóng của Satapong. Theo quan sát của chúng tôi thì lúc này vị trí chuyền hai của đội Australia đang thuộc về cầu thủ mang áo số 3 là Nicola Cunningham. Bước 1 không tốt. Vừa rồi là lỗi bước 1 của libero Catherine Chen. Lỗi dính bóng. Ở bước 1 vừa rồi, cầu thủ đội Australia đã mất 2 chạm và đã bị các trọng tài bắt lỗi kỹ thuật. 8-3 và hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên trong set đấu thứ hai. Bước 1 vẫn đang là vấn đề với các cô gái đến từ châu Đại Dương. Ở trận đấu đầu tiên, đội Australia đã thua đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 0-3 và tỷ số các set khi đó là 16-25, 16-25 và 17-25. Tất nhiên là đội bóng này mong muốn sẽ có được nhiều điểm hơn trong trận đấu thứ hai của mình khi đối đầu với đội nữ trẻ Thái Lan. Tuy nhiên trong set đấu thứ nhất thì họ đã thua với tỷ số là 13-25. Không khí trên sân đang rất rộn ràng. Sự vui tươi của những cô gái đánh bóng chuyền trên sân và những pha bóng mà họ đã cống hiến đang có một sự cộng hưởng với những khán giả có mặt trên khán đài. Rebecca Walter cũng đã được vào sân. Cầu thủ mà số 11 của đội Australia. Chắn bóng tốt và chắn bóng thành công của Wanida. 11-3, cách biệt lên tới 8 điểm. Eliza Hines vừa rồi đã cố gắng thực hiện một pha tấn công ở vị trí số 2 nhưng không vượt qua được tay chắn của đối phương.
Bây giờ là pha bóng ở vị trí số 3. Một pha bóng có phần bất ngờ với chính hàng chắn của đội nữ Thái Lan. Hannes vừa rồi đã di chuyển vào vị trí số 3 để đánh bóng. Ngay sau khi ghi điểm thì huấn luyện viên Mark Barnard lại xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Đây là một pha bóng có sự bất ngờ với hàng chắn của đội Thái Lan khi chỉ có một mình cầu thủ mang áo số 17 Kyukalaya theo bám chắn. Khi mà Eliza Hannes bất ngờ di chuyển vào vị trí số 3 để tấn công. Rebecca Walter là một trong những gương mặt được ưa thích nhất của đội tuyển Australia mỗi lần đội bóng này sang Việt Nam tham dự các giải đấu. Mặc dù không có một thân hình lý tưởng so với các vận động viên bóng chuyền, nhưng bù lại thì Rebecca Walter có khả năng tấn công và sức bật cũng khá tốt. Sự không hiểu ý nhau giữa các vị trí của đội Australia. Và ghi điểm dễ nhất trong trận đấu này của đội Thái Lan. Và dứt điểm dọc biên không thành công của đội trưởng Olivia Orchard. Điểm mạnh của Orchard là những pha bóng ở vị trí số 4 nhưng hướng dứt điểm chéo sân. Dứt điểm dọc biên không phải là kỹ năng tốt nhất của cầu thủ mang áo số 6. Vẫn là cơ hội ghi điểm cho đội Australia. Lỗi 4 chạm. Rebecca Walter đã giành thêm một điểm cho đội bóng của mình. Điểm số 2 mà cầu thủ này nỗ lực ghi điểm khi được vào sân. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Vừa rồi là một sự chủ quan hiếm hoi ở hàng sau của đội Thái Lan. Sai lầm thuộc về libero Tikampon Changkiu. Và sau đó là lỗi bước 1 của cầu thủ mang số 8 Sininap. Điểm số liên tiếp dành cho đội tuyển Australia 8-15. Đường chuyền có phần hơi sâu so với bước vào đà của cầu thủ mang áo số 17 Kyukalaya. Phát bóng không qua lưới. Rất đáng tiếc cho cầu thủ mang áo số 1 Katarina Osachuk.
trong những phút đã qua thì khả năng bước một không thực sự tập trung của đội Thái Lan đã khiến cho lối chơi của họ bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ở pha phối hợp chiến thuật sau đường chuyền của đồng đội thì cầu thủ mang áo số 17 Kukalaya đã có một pha dứt điểm trong tư thế với và nó đã không thể vượt qua được tay chắn của đội Australia. Việc sớm dẫn trước có lẽ cũng đã khiến cho đội bóng này nảy sinh tâm lý chủ quan, nhất là khi họ đang thi đấu với một đội hình trẻ ở trên sân. Những cầu thủ kinh nghiệm của đội nữ Thái Lan như Jutarat, như Achapong, như Kwampun hay Hattaya đều đang ở ngoài sân. Điều đó cho thấy là đội nữ Thái Lan cũng rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam khi tung ra những cầu thủ tốt nhất của mình ở trận đấu mở màn. Pha bóng này sẽ phải thi đấu lại. Lỗi vị trí của đội nữ Thái Lan. Trước khi tình huống diễn ra thì đã có hiệu lệnh của trọng tài, nên có lẽ tình huống này sẽ được thi đấu lại. Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục sau khi các đội làm rõ về vị trí trên sân của đội Thái Lan. Tỷ số hiện tại đang là 17-9. Vừa rồi đã có một sự luân chuyển nhân sự không đúng của đội nữ Thái Lan. Lỗi bước 1 của Elisa Hainis. Lần này tới lượt đội trưởng Olivia Ochus mắc lỗi. Cách biệt giữa hai đội lên tới 10 điểm và không dễ để lộ ngược dòng. Chiến thắng ngược dòng đầu tiên của VTV Cup 2014 thuộc về đội Kazakhstan. Đội tuyển Kazakhstan đã có một trận đấu rất hay để vượt qua đội Vân Nam Trung Quốc, cho dù họ đã thua trong set đấu thứ nhất. Lỗi phát bóng của Olivia Ochus. 20-10. Phát bóng rất hay. Ở trận đấu này thì cầu thủ ghi điểm tốt nhất của đội Australia chính là Beth Carey, người mang áo số 13. Beth Carey ghi điểm với những pha bóng ở vị trí số 3, di chuyển đánh bóng kỹ thuật ở vị trí số 2 và cả những điểm chắn bóng.
đó chưa phải là một đường chuyền tốt nhất cho Guanida. Soraya Fonla dù sao vẫn chỉ là chuyền hai dự bị của Wepat Ponpun. Đã có 3 đường chuyền không tốt của số 19 bên phía đội nữ trẻ Thái Lan kể từ đầu trận. Nhưng bù lại thì cầu thủ này lại có khả năng ghi điểm rất tốt từ bước 2. Khi quan sát thấy hàng chắn của đội Australia tổ chức không tốt. Điểm cho đội Australia. Elisa Hainis đã xử lý rất linh hoạt trong pha phối hợp ở vị trí số 3 của đội Australia. Không cần một pha đập mạnh. Điều đó cũng đủ để loại được tay chắn của đội Thái Lan. 13-23. Pha đập bóng chéo sân rất hay. Sininat thuận tay trái và vì thế những pha dứt điểm ở vị trí số 2 của cầu thủ này là rất lợi hại. Ở set đấu trước thì Sininat cũng thường xuyên ghi điểm từ những pha bóng xuất phát từ vị trí số 1 và dứt điểm sau vạch 3m. Thêm một set đấu có chiến thắng cách biệt dành cho đội Thái Lan. Và họ đang hướng tới một chiến thắng có tỷ số 3-0 ở trận đấu này. Cả hai set đấu, đội nữ Thái Lan đều thắng với tỷ số 25-13. Sau tình huống chuyền một, Kiều Kalaya đã phối hợp rất tốt với Soraya Fomla và sau đó tự mình dứt điểm với pha bóng ở vị trí số 2.
quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội tuyển Australia và nữ trẻ Thái Lan trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2014. Sau hai set đấu cùng với chiến thắng 25-13 thì đội nữ Thái Lan đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và họ có những ưu thế rất lớn khi bước vào set đấu thứ 3. Bỏ nhỏ rất tinh tế. 2-0 điểm cho đội Thái Lan. Rebecca Walter và Godfrey đã hoàn toàn bị loại khi họ nỗ lực bám chắn. Tiếp tục là đường truyền cho Sininat. Bóng bật vào tay chắn của Godfrey ra ngoài. Chủ công thuận tay trái của đội nữ trẻ Thái Lan đã giúp cho đội nhà ghi điểm. Còn trước đó nữa, nếu như không phải là cái tay trái của Sininat thì có lẽ pha bóng của đội Thái Lan đã không thể thành công khi mà đường truyền của Soraya dành cho đồng đội là quá sát lưới. Ở góc đánh đó chỉ có những người thuận tay trái mới có thể xử lý một cách khéo léo như vậy. Còn nếu như đó là một chủ công thuận tay phải thì rất có thể bóng đã chạm vào cột giới hạn. Sininat ghi 2 điểm liên tiếp cho đội nữ trẻ Thái Lan. Bóng bật mép lưới và khiến cho Olivia Ochap bị bất ngờ. 5-0. Chưa có điểm nào ghi cho đội Australia trong set đấu thứ 3. Chắn tốt Guanida và người đồng đội Jarapon Bundasak đã theo bám rất tốt ở pha tấn công của Rebecca Walter. Việc để thua sớm đã khiến cho huấn luyện viên Mark Barnett phải xin tạm dừng hội ý chiến thuật từ rất sớm. Sau trận đấu giữa đội Thái Lan và đội tuyển Australia thì ở trong ngày thi đấu thứ hai của VTV Cup 2014 còn có hai trận đấu hứa hẹn có nhiều sự kịch tính khi mà lực lượng của các đội đồng đều hơn. Đó là cặp đấu giữa đội Kazakhstan và đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và sau đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Vân Nam Trung Quốc. Một chênh lệch quá lớn, 8-0 khi hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật đầu tiên. Set đấu hay nhất của đội Australia chính là set đấu thứ hai, mặc dù họ chỉ ghi được 13 điểm. Tuy nhiên đã có những điểm sáng trong lối chơi. Tuy nhiên điều đó không được họ tiếp tục duy trì khi bước vào set đấu thứ ba. Let's go. We're going to do it now. Now, Mike. Yeah.
thêm một trận đấu mà huấn luyện viên Mark Barnett sử dụng luân phiên cả 3 vị trí chuyền hai. Bây giờ thì người chuyền hai của đội Australia là số 8 Godele Van Korteren. Ngoài ra thì đội tuyển Australia cũng có một sự thay đổi khác, đó là số 7 Satasha Sevilla được vào sân. Tỷ số đang là 9-1. Điểm đầy kinh nghiệm của Olivia Ochoa. Vẫn còn nỗ lực cứu bóng của đội Australia. Tuy nhiên sau đó các trọng tài đã xác định bóng ngoài sân. 10-2. Và dứt điểm rất tốt của Orchard. Đúng là số 6 của đội Australia rất mạnh ở những pha bóng chéo sân. Hướng đập yêu thích của Olivia Ochoa. Câu trả lời của Wanida, 11-3. Điểm cho đội Thái Lan. Pha xử lý từ quá xa lưới và cũng thiếu lực của Satasha. Chắn tốt. Khi ghi điểm thì tinh thần thi đấu của đội Australia được nâng cao hơn rất nhiều. Một trận đấu mà hai đội đã tạo ra sự rộn ràng cho sân bóng. 4-12. Sự rộn ràng đến ngay cả những vị trí dự bị. Và xử lý rất hay của Soraya Fomla. 13-4. Đã có 3 điểm từ những pha bóng như vừa rồi của Soraya Fomla. Beth Carey vẫn đang là người thi đấu tốt nhất của đội Australia. Phát bóng mạnh và không chính xác của Beth Carey. 14-6. Một tình huống mà Godfrey hơi lỡ đà, nhưng điều đó cũng lại tạo ra sự bất ngờ cho các cầu thủ bên phía đội Thái Lan.
khi bóng chạm vào mép lưới và đổi hướng. Chiều Cao đã chiến thắng trong pha bóng vừa rồi, 8-14. Thêm một điểm nữa cho các cô gái Australia. Những tình huống mà hàng chắn của đội Australia với Godfrey và Satasha cũng như Rebecca Walter đã thi đấu khá hay. Sininat đang là một chủ công triển vọng mới của bóng chuyền nữ Thái Lan. Những pha bóng của cầu thủ thuận tay trái này được thực hiện rất gọn. Sininat có sức bật và động tác đập bóng khi gập người cũng hỗ trợ rất nhiều cho những pha bóng, khiến cho quỹ đạo của trái bóng đi rất cắm. Vẫn là cơ hội ghi điểm cho đội Thái Lan. Wanida không vượt qua được tay chắn của Rebecca Walter và cả sự hỗ trợ của Godfrey. Bóng ngoài, điểm cho đội Australia 12-15 sau khi đã bị dẫn 8-0. Lúc này thì đội Australia đã dần thu hẹp khoảng cách về điểm số một cách khá đáng kể. Họ chỉ còn thua đối thủ có 3 điểm nữa. 13-15. Phát bóng không qua lưới. 16-13, hai đội bước vào lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong set đấu này. Ít nhất thì đội tuyển Australia cũng có cơ hội để nâng cao điểm số của mình so với hai set đấu trước. Trong cả hai set đấu trước đó thì họ chỉ ghi được có 13 điểm trong thời gian thi đấu của mỗi hiệp. Thời gian thi đấu của set thứ 3 vẫn còn, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng đến từ châu Đại Dương vẫn có cơ hội để cải thiện thành tích ghi điểm. Xử lý lỏng tay hơi nhẹ. Những pha bóng như thế này đòi hỏi cầu thủ xử lý phải có cảm giác bóng rất tốt. Đó là điều mà Rebecca Walter không có được. Một đường chuyền hơi lỗi của Van Cotteren, nhưng chính điều đó lại là cơ hội ghi điểm cho Godfrey. Bóng ngoài, 15-17.
tình huống phòng thủ khá hay của đội Australia. Nỗ lực lên điểm tuyệt vời của các cô gái Australia. Beth Carey xứng đáng nhận những lời khen ngợi trong trận đấu này. Sininat là người kết thúc pha bóng vừa rồi với pha xử lý ở vị trí số 2. Bóng bật tay chắn của Olivia Ochers ra ngoài. 18-16. Cuối cùng thì đội Thái Lan cũng ngắt được chuỗi liên điểm của đối phương. Bỏ nhỏ thành công. Vanida rất khéo trong pha xử lý của mình. Nó khác rất nhiều so với pha bóng trước đó của Rebecca Walter. Đập bóng tốt. Một pha phối hợp đơn giản ở vị trí số 3 nhưng được triển khai với tốc độ rất cao. Tiếp tục là Rebecca, là Beth Carey ghi điểm cho đội tuyển Australia. Còn bây giờ sẽ là quả phát bóng của Rebecca Walter. 17-19. Thêm một cú bỏ nhỏ nữa. Dường như các cầu thủ Australia chưa rút ra được bài học kinh nghiệm. Không có sự hỗ trợ sau chắn bởi khoảng cách giữa các vị trí là quá xa nhau. Pha ghi điểm vừa rồi là của phụ công mang áo số 17 Kukalaya. Đầu tiên Kukalaya là người nổi bật nhất, nhưng sau đó thì cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất bên phía đội tuyển Thái Lan phải là người mang áo số 8, đó là Sininat Phoncharoen, sinh năm 1995 và hiện đang khoác áo câu lạc bộ Sisaket. Sau lần hội ý này thì có lẽ trận đấu cũng sẽ sớm khép lại với chiến thắng 3-0 thuộc về đội nữ trẻ Thái Lan. Đó dường như là một thế trận không thể khác đi. Bất chấp nỗ lực ghi điểm tốt hơn rất nhiều của đội Australia trong set đấu thứ 3. Lauren Bentoshi và Katarina Osachuk cũng đã trở lại sân. Trận đấu nào cũng vậy, ông Mark Barnard đều sử dụng cả 3 cây chuyền 2. Rất lúng túng khi mà bước 1 không tốt.
phát bóng không qua lưới. Chưa có điểm quyết định của trận đấu cho đội nữ trẻ Thái Lan. Những lối phát bóng hỏng liên tiếp đã khiến cho đội Australia phải nhận một set thua. Tỷ số của set đấu thứ 3 là 25-18 và chung cuộc sau 3 set đấu thì đội nữ trẻ Thái Lan đã có thêm một chiến thắng với tỷ số 3-0 nữa. Tỷ số các set đấu lần lượt là 25-13, 25-13 và 25-18. Như vậy sau 2 lượt trận thì đội nữ trẻ Thái Lan đã có được 6 điểm, còn đội Australia thì vẫn chưa có được điểm nào. Các bạn thân mến, ngay sau đây xin mời các bạn cùng trở lại với chương trình bình luận sau trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông và đội tuyển của mình đã có một chiến thắng ngày hôm nay. Ông đánh giá như nào về kết quả trận đấu ngày hôm nay ạ? Có sự đem phạm duy trì gặp càng chân hạ khỏng tim thay ngày hôm nay ครับ. และอาจารย์มีความประเมินยังไงเกี่ยวกับการแข่งขันในวันนี้ครับครับก็ขอขอบคุณทีมออสเตรเลียนะครับที่ได้พยายามเล่นอย่างเต็มที่ได้โชว์สปิริตนะครับเราก็ได้พยายามวางแผนในการเล่นของเราอย่างรัดกุมอย่างดีที่สุดแล้วก็ทุกคนที่ลงไปเล่นก็ได้เรียนรู้กับเกมการแข่งขันนี้นะก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาด้วยในสำหรับชัยชนะในวันนี้ครับtôi cũng xin chia sẻ niềm vui mừng đối với lại đội tuyển Thái hôm nay đã thi đấu thành công và chúng tôi cảm ơn và đánh giá rất cao
cái phong độ thi đấu của đội Australia, họ đã thể hiện hết mình. Đối với đội chúng tôi đã lên một cái kế hoạch tốt và tất cả thi đấu với tính đồng đội cao và thi đấu thể hiện hết mình. Vậy còn trận thi đấu tiếp theo, đội tuyển Thái Lan của ông sẽ gặp đội tuyển Kazakhstan, một đội tuyển được đánh giá là cũng khá mạnh ở giải đấu này. Vậy ông đánh giá như nào về đối thủ của mình? Khu tòa bay này càng kèm khẳng là cư team Kazakhstan này khắp Achanmi. การประเมินยังไงเกี่ยวกับทีมนี้อ่ะครับครับก็สำหรับคาซัคสถานก็ผู้เล่นเขาก็ได้เปรียบเรานะครับเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่กว่าเรานะครับมีการตบที่รุนแรงนะครับเราก็เป็นผู้เล่นเด็กๆหลายคนนะครับแล้วก็ยังต้องเรียนรู้ประสบการณ์นะครับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามเอาชนะให้ได้สู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็วางแผนกันอย่างรัดกุมนะครับDối với đội tuyển Kazakhstan thì đây là một đội tuyển có thể hình cao và người ta có thể lực tốt, người ta đập rất là mạnh.Còn đội tuyển Thái Lan chúng tôi là đội tuyển trẻ hơn, yếu hơn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Chúng tôi lên một kế hoạch tốt và hy vọng là trận đấu sắp tới sẽ đem lại thắng lợi cho chúng tôi. Xin cảm ơn ông và cũng chúc ông cùng đội tuyển của mình sẽ thi đấu thật tốt trong những trận đấu sau. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng trở lại với phần bình luận sau trận đấu của biên tập viên Anh Tuấn và biên tập viên Tiểu Huyền.